Chiều nay, Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái tổ chức kỳ họp thứ 23 để bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với số phiếu đồng ý 100% đại biểu có mặt. Trước đó, Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long. Kính thưa, trân trọng